Đây là hàng độc của Việt Nam, thì Việt Nam mình chỉ có hai chiếc thôi, RC8 1190cc. Đây là anh Bảo đang ngồi lên để thử xe. Thì chiếc này thì các bạn biết là nó động cơ là V. Nói chung thì mình cũng không có rành về động cơ xe lắm, mình không có nghiên cứu, mình đi dòng nào thì mình nghiên cứu dòng đó thôi. Nhưng mà cái công suất của cái chiếc RC8 này rất là khủng khiếp, cho nên là hãng KTM á, nó không có sản xuất nữa vì nó quá mạnh. Đây các bạn ơi, thấy là cái form xe của nó rất là đẹp luôn, nó làm xe rất là ok. Thì những cái dòng của thằng KTM á, thì nó được cái nước đề rất là tốt so với những cái hàng nhãn hàng khác. Mình sẽ quay cận cảnh cái động cơ cho bạn coi. Ở đây là động cơ mấy bên tay phải nha. Bô cũng được đặt đút gầm luôn. Đây là hai máy được đặt hai máy V. Lỡ mà có nói sai gì thì mong các bạn thông cảm nha. Chủ yếu là quay về xe là nhiều thôi, còn mình review thì mình không có review chuyên nghiệp về từng cái dòng xe. Cho nên là có nhiều cái thì nó cũng không có đúng lắm. Cái yên thì nó như khúc gỗ luôn, không có một cái gì gọi là nhúng hết. Đây, mình sẽ quay cái đồng hồ của RC8 cho bạn coi đó. Thì KTM nó làm những cái chi tiết đồng hồ rồi thì nhìn nó hơi cũ chúi tí. Các bạn thấy động cơ của nó rất là hầm hố luôn. RC8 rất là bự.